Xin chào các bạn. Một vài hôm nữa chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết mấy con F10 nhá. Nhưng mà hôm nay thì cứ nói lý trước kể trước đã. Samsung Galaxy S10, ok, nó không chỉ đơn thuần là một đời máy mới ra hay là một sản phẩm nhằm đến doanh thu đơn thuần đến từ phía công ty Hàn Quốc. Ý nghĩa của S10 đối với Samsung còn là một đời máy đánh dấu rất là nhiều thứ mà họ làm lần đầu tiên. Tất nhiên là bỏ qua những cái thứ như là con chip cao cấp nhất này hay là màn hình kiểu mới nhất, bởi vì nó rất là đương nhiên. Thì cái mình muốn nói nhiều hơn là công nghệ ở trên tấm nền Dynamic AMOLED ở trên chiếc S10 mới này. Vẫn là AMOLED thôi, không có gì mới mẻ cả. Tất nhiên là rất là nhiều người nghĩ như thế đúng không? Nhưng mà thực tế đây lại là tấm nền mang lại nhiều thứ hơn rất là nhiều so với việc là chỉ thỏa mãn thẩm mỹ của người sử dụng. Hãy cùng đi vào video để tìm hiểu là tấm nền Dynamic AMOLED trên S10 có những cái gì nhá. Màn hình mới trên S10 mà chúng ta vẫn hay gọi là Infinity O ấy thì thu hút chúng ta trước nhất là bởi cái vẻ đẹp của nó này. Nhưng mà cũng bởi vì nó rất là đẹp và nó rất là mới nên chúng ta bị quên mất những cái thông số cấu hình cơ bản của một chiếc màn hình trên smartphone. Thông số cơ bản nhất chính là độ sáng, và mức độ sáng tối đa mà chiếc màn hình này mang lại chúng ta là 1200 nit. 1200 nit là một mức độ sáng rất là lớn, và để quy chiếu thì thông số này trên iPhone XS Max là 0.1000. Tất nhiên là rất ít khi chúng ta dùng mắc độ sáng màn hình, nhưng mà với thông số như vậy thì S10 hứa hẹn mang lại trải nghiệm màn hình ngoài trời là cực kỳ tốt. Để so sánh khách quan hơn, đỡ bị ném đá về việc là mỗi hãng lại có một chiết lý gia công màn hình khác nhau các thứ, thì mình sẽ so sánh S10 và S9. Mức độ sáng 1200 nit tối đa của S10 cao hơn 13% so với trên S9, và qua một năm mình được trải nghiệm S9 rất là nhiều lần, và qua những trải nghiệm ban đầu với S10 thì mình có thể khẳng định là cả hai đời máy này đều không gặp bất kỳ vấn đề gì, kể cả dưới điều kiện trời nắng gắt. Tỷ lệ tương phản trên tấm nền Dynamic AMOLED này là 2:1, tập trung vào cải thiện chi tiết và độ tương phản hình ảnh cũng như là cải thiện độ sâu của màu đen. Để đạt được một tấm nền vượt trội như vậy thì Samsung đã phải tiến hành các bước thử nghiệm khả năng hiển thị của từng bóng LED từ độ sáng cao nhất đến độ sáng thấp nhất mà không bị tắt đi. Thử nghiệm này đạt được thành công cũng một phần đến từ cái tấm nền là 10 bit HDR10+. Khả năng chỉnh sửa ánh sáng trên tấm nền HDR10+ này mang lại một mức độ màu nó chuẩn xác cũng cao hơn, nó đúng nhiều hơn. Tất nhiên là cái kiểu tone mapping HDR10+ sẽ hoạt động tốt nhất trên những cái file mà nó hỗ trợ HDR10+ này, và nó sẽ mang lại cái hiệu ứng thị giác nó ngon lành hơn hẳn. Ok, lý thuyết như thế, nhưng mà những cải tiến này thì thực sự nó mang lại cái cải thiện như thế nào trong việc chúng ta sử dụng màn hình? Ở đây chúng ta phải nói đến một thứ khác, đó là khả năng tận dụng đến tối đa đến 100% không gian màu DCI-P3 của tấm nền Dynamic AMOLED. Điều này đồng nghĩa với việc là khả năng tái tạo màu của tấm nền này là gần như hoàn hảo, với những nội dung đòi hỏi khả năng tái tạo chi tiết tốt của tấm nền như video chất lượng cao hay là phim chẳng hạn. DCI-P3 không phải là cái gì nó mới mẻ quá ở trên các đời màn hình của Samsung, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà họ sở hữu chứng nhận mức độ tái tạo màu đạt 100%, tức là tương đương với những chiếc màn hình TV Samsung QLED. Những gì mà Samsung làm một cách cụ thể để làm được cái việc này thì rất là khó để mà nắm bắt được. Có thể đấy là nó thay đổi cấu trúc của bóng LED gì đó, vì theo như những gì mình biết được thì cách sắp xếp sub pixel của họ vẫn giữ y nguyên. Cụ thể là vẫn cái kiểu pixel layout đỏ, xanh lục, xanh lam của họ vẫn giống hệt như là cách bố trí sub pixel trên màn hình các đời máy cũ, nhưng nó không có gì mới cả. Tức là nó phải thay đổi một cái gì đấy mà nó tương đối bí mật một tí. Ngoài mang về một cái giải màu rộng hơn thì cách thiết kế màn OLED mới của Samsung trên Galaxy S10 cũng giảm bớt cái lượng điện tiêu thụ. Điều này thì tất nhiên mang lại một thời lượng sử dụng pin tốt hơn trên thiết bị, nhưng mà ngoài ra thì có thể nó kết hợp với cái thời lượng pin lớn sẵn ở trên Galaxy S10 5G để đảm bảo thời gian sử dụng tốt trên một màn hình lớn lên tới 6,7 inch. Nhìn chung là những nỗ lực mà Samsung đưa ra với chuỗi thiết bị mới này nó cho thấy một cái sự thống nhất và có sự tương hỗ nhau rất là tốt. Nói qua tiếp về việc các nhà sản xuất gần đây thì tập trung chú trọng vào cái gì? Đã nói về màn hình thì tất nhiên là phải nói về kích thước hiển thị, độ phân giải và tỷ lệ so với cả toàn mặt trước. Đấy là những cái nó gọi là khởi đầu. Mà đã là khởi đầu thì hiện nay chủ yếu các nhà sản xuất đều làm rất là tốt. Còn Samsung thì với tư cách là hãng sản xuất điện thoại Android đầu ngành luôn, chùm luôn, thì họ phải tìm ra cái gì nó hoành tráng hơn như thế. Nó là những cái ý nghĩa hơn, giống như kiểu là Apple trong nhiều năm nay vẫn thường nói về việc là chăm lo cho sức khỏe người dùng hay là bảo vệ môi trường các thứ ấy. Và thứ mà Samsung lựa chọn để làm công cụ bảo vệ người dùng chính đến từ màn hình. Công nghệ họ đưa vào gọi là Comfort Display, tạm dịch một cách hơi ngốc nghếch một tí là hiển thị thoải mái. Nghe ngu thật. Tốt nhất là có nhiều cụm từ thì anh em nói thật là anh em cứ để nguyên đấy dịch cái tên của nó thôi, chứ đừng có dịch giết ra gì cả. Đùa tí thôi, chứ ở đây thì mình muốn nói đến cái bước sóng tối đa của ánh sáng xanh phát ra từ màn hình trên S10 đã được đưa lên mức là 465mm, tức là nó ra khỏi cái vùng có thể gây hại cho mắt người dùng. Tức là cái khoảng gây hại ấy, nó là khoảng 415-455mm. Trước đây thì như trên các màn hình cũ thì thông số bước sóng này của Samsung là 450mm. Tỷ lệ phát xạ ánh sáng xanh cũng đã được giảm từ 11.8% trên S8 và S9 xuống còn 6.9% trên S10. Rất cẩn thận, công ty Hàn Quốc cũng đã nói luôn là điều này không ảnh hưởng gì đến chất lượng hiển thị của màn hình. Tất nhiên là có một thứ không thể bỏ đi được ở trên S10 là phần mềm lọc ánh sáng xanh để hỗ trợ người dùng sử dụng máy trong bóng tối. Nếu mà bật chế độ này lên thì có tới 99% ánh sáng xanh sẽ được bỏ đi khỏi các hình ảnh trên màn hình.
Và nói chung là từng đấy thứ thì quá là đủ để khẳng định là màn hình ở trên Galaxy S10 là màn hình tốt nhất mà Samsung từng sản xuất và đưa vào smartphone. Họ vẫn đang duy trì một cái truyền thống gọi vui vui là làm khó các hãng khác với những bài toán mà mình đặt ra ở trên màn hình. Khi mình nói rằng đây là màn hình đẹp nhất mà Samsung từng làm thì điều đấy nó đồng nghĩa việc là những thứ mà video này mang ra mổ xẻ không phải là họ đã khoét được một cái lỗ được khéo như thế nào, họ đã dùng laser trên dây chuyền sản xuất của mình để mà làm được một cái màn hình như thế tốt ra làm sao. Cái cơ bản nhất ở đây là Samsung nó làm ra một cái màn hình với các thông số rất khó chê, và đó là chưa kể đến việc tích hợp được vân tay rồi khéo léo làm nào để giấu thêm được cả hệ thống cảm biến và loa nữa. Thì đối với mình, Galaxy S10 gần như là một cái sản phẩm mà cho đến thời điểm này mình vẫn chưa thấy điểm yếu. Và các bạn có đồng ý với mình hay không? Chưa thấy điểm yếu gì cả của Galaxy S10. Và các bạn nghĩ thế nào về màn hình của chiếc điện thoại này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.